Chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật là nhanh. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Những vùng quê kiểu mẫu. Và hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn về thăm thôn Thanh Tiến, một thôn kiểu mẫu của xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh. Sau những ngày nhịp sống như chậm lại do dịch Covid-19, chúng tôi về thăm thôn Thanh Tiến, thôn kiểu mẫu ở xã Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, là thôn kiểu mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Thanh Tiến luôn bừng lên sức sống mới. Nhà cửa khang trang, thu nhập của người dân được nâng cao. Đó là điều mà người dân thỏa mãn khi cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, nhất là khi thôn Thanh Tiến được công nhận là thôn kiểu mẫu. Và nhân dân cũng rất tự hào phấn khởi với cuộc sống hiện tại là thôn đã đạt được khu dân cư nông thôn mới, thay đổi hoàn toàn về từ thu nhập, rồi về từ hạ tầng cơ sở, rồi về từ nhận thức con người, thì tôi thấy là chúng tôi rất xứng đáng và tự hào đã đạt được khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Là thôn nghèo của xã Thạch Môn cũ, sau khi sáp nhập xã Thạch Đồng và Thạch Môn thành xã Đồng Môn với 9 thôn, nhưng thôn Thanh Tiến lúc nào cũng là thôn kiểu mẫu trên mọi phương diện của thành phố Hà Tĩnh. Người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chi bộ Đảng luôn gần dân, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân, để từ đó phát huy vai trò lãnh đạo tất cả vì dân. Đặc biệt trong đợt cách ly do dịch bệnh vừa qua, dù không sinh hoạt cộng đồng vì lý do cách ly, nhưng thôn Thanh Tiến vẫn quy cũ, khang trang, xanh sạch đẹp. Nhân dân thôn Thanh Tiến thì cái truyền thống từ trước đến giờ là về công tác vệ sinh môi trường là một việc làm thường xuyên từ người dân, từ gia đình, từ trong nhà ra ngoài ngõ, thường xuyên nhân dân xây dựng cái ý thức bảo đảm công tác vệ sinh môi trường rất tốt. Do đó trong những ngày cách ly chúng tôi không thực hiện cái chỉ đạo làm vệ sinh tập trung, nhưng nhân dân có cái ý thức rất tốt. Do đó rất để lại những cảnh quan môi trường xung quanh của thôn xóm rất sạch và đẹp. Là thôn kiểu mẫu của xã nông thôn mới, người dân ở đây ngoài chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, thì tình nghĩa làng xóm, tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm cộng đồng của mỗi thành viên trong thôn luôn được bồi đắp, nhất là những lúc khó khăn vào thời điểm cách ly chống dịch. Là những cái người mà có điều kiện đó, là họ rất tự giác, là không cần phải cái sự tuyên truyền của dân và của địa phương, nhưng mà họ tự giác là giúp đỡ những người già, giúp đỡ những người dân khó khăn. Cho nên là họ là mỗi lần đi chợ thì họ phải ghé qua hỏi ông bà có cần gì gửi chứ không thì tôi mua cho. Thì ở đây nhân dân là họ chúng ta cũng được. Cho nên báo cáo là đây là một hình thức là cách thức xã hội, một cách thức của trong nhân dân. Trong giai đoạn này thì thực hiện chỉ thị 16 đã dừng lại và Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định nới lỏng trong cách ly xã hội. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục làm tổ công tác đồng viên tuyên truyền cho người dân để đảm bảo tốt về công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ thể là không chủ quan với dịch bệnh phát sinh. Khi đi ra đường thì phải đeo khẩu trang và tập trung nơi công cộng hoặc là không tham gia sinh hoạt đông người khi không cần thiết. Đặc biệt là trong các cái hiếu hỷ, dỗ trạp cưới xin, thì chúng tôi cũng tiếp tục vận động nhân dân cố là giữ phong tục nhưng đảm bảo được cái tránh tập trung đông người để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Làng quê kiểu mẫu Thanh Tiến chỉ cách trung tâm thành phố 10 km. Bởi vậy, vẻ đẹp của làng ven đô còn có sự hài hòa đan xen giữa nông thôn và thành thị. Người dân hồn hậu, chất phát, chăm lo xây dựng quê hương, nhất là sau những ngày cách ly chống dịch. Về thăm thôn kiểu mẫu Thanh Tiến hôm nay, ai cũng cảm nhận được sự vươn lên và sức sống mới mà người dân ở đây đang ra sức dựng xây.